Moscow có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong số các thành phố lớn ở nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Tỷ lệ này được tính theo các phương pháp do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO sử dụng. Phó thị trưởng phụ trách chính sách kinh tế của Moscow, ông Vladimir Efimov cho biết, theo phương pháp tính của Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp ở Moscow cuối năm ngoái đã giảm còn 2,2% so với mức 2,6% vào năm 2021. Ông Efimov lưu ý rằng thị trường lao động ở Moscow ổn định nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp và doanh nghiệp công nghệ cao, cũng như việc tạo ra các cơ sở sản xuất nhằm thay thế nhập khẩu. Tại thủ đô Nga, các công ty cũ đang mở rộng hoạt động, trong khi các công ty mới xuất hiện để thu hút người lao động. Điều này kích thích sự phát triển của các lĩnh vực liên quan của nền kinh tế, tạo ra sự cân bằng trên thị trường lao động và giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp. Theo báo cáo, xếp sau Moscow là Tokyo với tỷ lệ thất nghiệp 2,6% và Bắc Kinh là 3,1%. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sẽ tới một trong các sân bay lớn của nước này vào ngày 25 tháng 9 để chào đón du khách quốc tế, đánh dấu ngày đầu tiên chính phủ nước này miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc và Kazakhstan. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sẽ dẫn đầu một nhóm các bộ trưởng và lãnh đạo chính quyền tại buổi lễ chào mừng tại sân bay Suvarnabhumi do tổng cục du lịch Thái Lan tổ chức dành cho hành khách Trung Quốc trên chuyến bay Thái AirAsia số hiệu XJ761. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Thượng Hải và hạ cánh ở Bangkok lúc 10 giờ 15 phút sáng 25 tháng 9 giờ địa phương. Việc nhập cảnh dễ dàng hơn và lưu trú miễn thị thực 30 ngày đối với công dân Trung Quốc và Kazakhstan sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 và kết thúc ngày 29 tháng 2 năm 2024. Buổi lễ đón sẽ bao gồm các hoạt động chào mừng và biểu diễn văn hóa. Các bác sĩ Đại học Y e Maryland ở Mỹ đã thực hiện ca cấy ghép tim lợn vào cơ thể của một người bệnh đang hấp hối nhằm kéo dài sự sống và đây là ca ghép tim lợn cho người thứ hai trên thế giới. Hai ngày sau ca phẫu thuật cấy ghép tim lợn, người đàn ông này đã có thể nói chuyện và ngồi dậy. Đây là bệnh nhân thứ hai trên thế giới được thực hiện phẫu thuật theo phương pháp ghép tim lợn và kết quả đang rất tích cực. Theo các bác sĩ của Đại học Y e Maryland. Cựu binh sĩ hải quân 58 tuổi này gần như chắc chắn sẽ tử vong vì suy tim, trong khi các vấn đề sức khỏe khác khiến ông không đủ điều kiện để được ghép tim theo cách thông thường. Mặc dù các bác sĩ sẽ phải theo dõi sức khỏe hậu phẫu cho bệnh nhân này trong vài tuần tới, nhưng họ rất vui mừng trước khả năng tương thích sớm của bệnh nhân và nội tạng lợn.